khoảng 21 giờ 45 đêm 4 tháng 11, trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu, 5 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Tổ tuần tra phát hiện xe ô tô 72A28308 vi phạm tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe sát vào lề phải đường để kiểm tra theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng tới phía cửa bên tài xế yêu cầu tài xế xuống làm việc. Bất ngờ từ phía sau, mô tô 72M-36-57 do ông Phạm Văn Hòa 46 tuổi, huyện Long Điền, chạy hướng Phú Mỹ về Vũng Tàu đã đâm thẳng vào phía sau ô tô 72A28308. Chiếc 72M-36-57 văng và đập mạnh vào thiếu tá Thắng. Hậu quả thiếu tá Thắng và ông Hoàng bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa, sau đó thiếu tá Thắng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Qua thông báo của bệnh viện Bà Rịa, thời điểm tai nạn, ông Hoàng có nồng độ cồn trong máu